Được chưa? Trở lại vấn đề này. Theo tư liệu của Bắc truyền Phật giáo, nguyên nhân phân phái không phải là tranh bất đồng quan điểm về giới luật, đồng quan điểm về tư tưởng, trong đó nhằm xét lại quả vị A La Hán. Quả vị A La Hán. Người ta cho rằng chủ trương của Đại Thiên, người ta cho rằng luận ghi rằng đó là chủ trương của Đại Thiên. Chủ trương của Đại Thiên có năm việc, cần phải nhắc lại không? Bố không ghi chưa? Dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, gì nữa? Đạo nhân thanh cố khởi, thị thanh chân Phật giáo. Thân thể vật lý thì phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý. Phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý có nghĩa là Đức Phật cũng có bị bệnh, các vị A-la-hán cũng có bị bệnh. Có bị bệnh không? Nhưng mà bệnh khác mình, là thân thể có thân thì phải có bệnh rồi đó. Nhưng mà mình bệnh nhức đầu thì nhăn nhó quạo quọ, mình không có vượt qua được những cái thường tình đó. Nhức đầu quạo, ai đụng tới cái là nổi cọc lên rồi quạo quọ, rồi đau răng cũng vậy, ai đi ngang rờ một cái là bắt đầu là mình không có vượt qua được những cái thường tình đó. Còn Đức Phật ngài cũng có bị nhức đầu, nhưng mà ngài vượt qua được dễ dàng. Có thân thì phải có bệnh nè, bệnh nhức đầu cuối đời, còn ngài còn bị bệnh kiết lỵ. Nhưng mà bệnh kiết lỵ không phải như mình mà có gần đi ra đi vô nhăn nhó đi lết bò không quạo quọ rồi này nọ đại khái. Đói quạo, đói có quạo không? Có một số đói quạo, đói á cái bụng ấy quạo, rồi chơi giỡn lát rồi cũng quạo nữa. Thành ra Đức Phật ngài cũng bị bệnh, thật có thân thể vật lý, phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý, dư sở dụ, chứ không phải là theo cái cách ghi lời xưa giờ là bị ma ám rồi xuất tinh rồi này nọ đổi thừa như thế. Dư sở dụ có nghĩa chủ trương của Đại Thiên là không phải chủ trương của Đại Thiên, cho rằng chủ trương của Đại Thiên, trong đó dư sở dụ được giải thích là, được hiểu là có thân thể vật lý, chịu sự chi phối của nó. Nhưng mà chịu sự chi phối của nó một cách thường tình thì giống như người thế gian bậc tu hành thì cố gắng vượt những cái phiền lụy của nó. Đau bụng thì phải uống thuốc, chứ không phải đau bụng mà ngồi thiền cho nó hết đau bụng cũng được. Thay vì mình ăn những cái thứ nó đàng hoàng, nó không đến nỗi đau bụng. Rồi đau bụng thì cũng sức dầu hay gì, chứ không phải đau bụng rồi đầu quạo. Con người mà phần con và phần người, phần con thì nó bản năng lắm. Phần người là cái phần có lý trí, sống có lý trí. Cái phần con thì nó bản năng. Đói thì là muốn ăn. Tại cái đó thuộc về bản năng, phần con đó thuộc về bản năng. Phần người là phần có lý trí. Mình có phải có sống có lý trí, chứ không phải sống theo bản năng không. Bệnh đau, dĩ nhiên là có thân phải có bệnh đau. Cháy gió trời trời, nhức đầu, sổ mũi gì đấy. Nhưng mà không có gì cái chuyện đó mà phiền não rồi người khác nữa. Dư sở dụ vô tri, nhiễm ô vô tri và bất nhiễm ô vô tri. A la hán thì còn dưới cái loại nào đây? Bất nhiễm ô vô tri, Đức Phật dạy là đi tiểu là phải đứng hay ngồi. Nội cái vụ đi tiểu mà đọc trong luật vui lắm. Đi khất thực rồi mắc tiểu, đứng 4-5 ông đứng ngay bên vệ đường dạch lên rồi đi ngang nó đi thử xem môn Gautama đái tô đó, tại đứng về đường đó rồi về thưa lên Đức Phật. Rồi bạch Đức Thế Tôn, có mấy thầy đi khất thực rồi mắc tiểu rồi đứng ở bên vệ đường đó vén lên, tại Quán Nghi mà vén lên đứng bên vệ đường đó rồi tiểu, rồi vừa tiểu vừa nói chuyện nữa, người ta đi ngang người ta nói. Đức Phật nói vậy ngồi tiểu đó, rồi ngồi tiểu rồi có mấy thầy đi ngồi xuống đất tiểu, đệ tử Samun Gotama tiểu giống mấy bà đủ chuyện miệng của thế gian. Nhưng mà trong luật ghi là mình đứng hay mình ngồi, đúng không? Bậc A La Hán là không có phạm giới luật của Đức Phật rồi. Nhưng mà có khi các vị quên trong thiền định, có khi mà ông quên mà ông đứng luôn, thì đó là thuộc loại là bất nhiễm ô vô tri. Vô tri trong lúc thiền định quên luôn đó. Mãi mê trong thiền định, không phải là ngồi đó mà im ru vậy thiền định nghe. Khi trong cơn thiền định đi kinh hành vẫn được. Có những cái hành động mà trong thiền định các vị A-la-hán vẫn phải phạm, đó thì gọi là bất nhiễm ô
vô tri, vô tri nhưng mà nó không gây đến nhiễm ô. Ừ. Còn các gì, các thứ mà nhiễm ô vô tri có gây phiền não trở, những thứ cản trở bước đường tu tập chứng thánh quả thì các vị A-la-hán biết. Còn những thứ mà nó thường tình nhỏ nhặt có khi là các vị A-la-hán không biết. Bất nhiễm ô vô tri cũng vô tri nhưng mà bất nhiễm ô. Dư sở dụ vô tri, do dự nghi ngờ chưa có tự tin à, chia làm hai loại: tứ phi xứ nghi và nghi. Thì các vị A-la-hán còn một loại, không phải là thứ gì các vị cũng biết, chỉ có Đức Phật bậc nhất nhất thiết trí thì ngài mới biết hết tất cả các thứ. Các vị A-la-hán mà đi tới ngã tư đường thì cũng phải hỏi, có những thứ các vị A-la-hán không biết hết. Đi, kể cả như Đại Ca Diếp, khi mà Đại Ca Diếp thấy ngoài đạo cầm cái mạng đà la thì nghi, nghi các vị là như ngài Đại Ca Diếp thấy nghi ngờ, phải hỏi mới biết, chứ không phải là A-la-hán là bậc nhất thiết trí. Nếu như thấy là biết, còn ngài Ca Diếp phải hỏi thì mới biết được. Bây giờ nếu có ông A-la-hán nào mình đưa computer cái ông hỏi gõ làm sao, đã không phải là cái nào A-la-hán cũng biết hết. Nghi ngờ lộ trình giải thoát từ đầu, từ bắt đầu tu tập cho tới khi chứng thánh quả A-la-hán là các vị biết hết. Nhưng mà còn những thứ ngoài nghi ngờ, đạo nhân thanh cố khởi được giải đề, đọc lời của Đức Phật dạy phải đọc lên, đọc lên chép lại thành văn bản, bắt đầu từ đây. Chứ nếu như mà ký ức của con người là nó có hạn chế không, ký ức con người nó hạn chế không, có hạn chế. Trong luật có ghi lại cái câu chuyện của ngài Ananda đó, khi mà nghe cái ông đó ông tụng cái bài kinh pháp cú mà người sống 100 năm không thấy được hạt già đó, lần trước thầy có nói phải không. Ngài Ananda lúc còn sống, trong luật sẽ ghi luật giải có ghi lại đó, ngài Ananda lúc còn sống thì nghe cái ông Sa Di đó ông tụng người sống 100 năm không thấy được hạt già không bằng sống ngày thấy được hạt già. Thì Ananda mới kêu ông Sa Di đó lại, nói lúc cái tập kinh điển đâu có đọc cái câu đó, đọc câu đó là sai rồi. Đọc phải đọc là người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Thì ông Sa Di này ông nghi ngờ, ông mới về ông hỏi thầy, ông nói thưa thầy, con đọc cái bài của thầy dạy là người sống 100 năm không thấy hạt già không bằng sống ngày thấy được hạt già. Rồi ngài Ananda quở, ngài Ananda kêu là đọc cái bài là người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống ngày thấy được pháp sanh diệt. Rồi giờ con đọc bài nào đây? Thì ông thầy ông nói thôi đọc bài của thầy dạy đi. Ananda già cả nhớ là đó, thời đó thế đã có câu chuyện ghi ký ức con người là nó có tỏ sự yếu kém, kể cả máy móc có sự yếu kém không. Bây giờ cái bộ nhớ người ta có thể nâng lên bao nhiêu, rồi cái hạt disk có thể nâng lên tới 4 TB rồi phải không, nhưng mà đủ. Đức Phật nói cuộc đời này là bất toàn, mà không có thế nào mà nó đi đến một cái sự toàn hảo tuyệt đối được hết chứ, nó đến một cái mức độ nào đó thôi. Xưa cái máy là nó, cái máy mà thầy mua nó chạy 486, nó chưa có bên tâm nữa, mà cái bộ nhớ của nó có ghi, hai cái bộ nhớ được ghi gửi là thấy ghi gớm lắm rồi đó. Hồi đó xài mà xài bằng ba cái loại mà đĩa floppy mà mỏng lét vậy nè, đánh một cuốn sách vậy là 2-3 đĩa mà nó dễ hư. Bây giờ là xài USB rồi phải không, phim hồi xưa là VCD coi là thấy hay lắm rồi, sao nó lên DVD. Một phim như vậy là 4 GB, cái âm thanh đó, nó giới thiệu âm thanh đó là đang đi đường mà mở lên con chó nó sủa là ở đây, tiếng nó trung thực quá. Bây giờ một phim nó tới 24 GB đó, thành ra cái tiếng nó còn trung thực hơn, nó đang ngồi vậy nó làm rớt cái ly, mình tưởng rớt cái ly đâu đây, nhưng mà nó vẫn chưa toàn hảo được. Cuộc đời là nó bất toàn, không bao giờ nó toàn hảo được. Lời Phật nói là chân lý, không bao giờ nó đi đến cái chỗ toàn. Nó đang trên đường đi đến, không bao giờ nó toàn hảo được. Người nó cũng hạn chế. Lời Phật dạy
đọc lên và ghi xuống thành văn bản, để từ đây về sau không có tranh cãi nữa. Đạo nhân thanh cố khởi, tất cả những điều chủ trương đó cho là mới là chân thật Phật giáo. Trong sử ghi như thế, nhưng mà sau đó các vị trưởng lão cũng không chấp nhận, nhưng số người đi theo đại thiên quá đông và bắt đầu Phật giáo phân phái tách ra làm thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Đại chúng bộ là chủ trương của đại thiên xét lại quả vị A La Hán, thượng tọa bộ là các vị thượng tọa lớn tuổi bảo thủ giữ gìn những lời truyền, những cái truyền thống cũ. Cho tới bây giờ thượng tọa bộ vẫn còn sống. Theravada đúng ra là thượng tọa bộ, dịch sát nghĩa là thượng tọa bộ. Tới bây giờ cái cách đắp y đi khất thực này nọ, tụng kinh đâu, thầy thấy các thầy nam truyền là tụng tiếng Bali, tụng tiếng Bali đều nhau. Người Miến Điện, người Thái, người Campuchia, người Lào, người Tích Lan gặp nhau các thầy có thể không nói chuyện được, tại vì ngôn ngữ khác. Nhưng mà khi mà tụng kinh thì lên tụng kinh là đều rang ít nhất người ta thấy có cái, có cái gọi là lục hòa gì trong đấy, tăng đoàn gì trong đó. Còn Bắc Tông là khác, Nhật thì tụng theo kiểu Nhật, Triều Tiên thì tụng theo kiểu Triều Tiên, Việt Nam thì tụng theo kiểu Việt Nam, đúng không? Chưa nói ba miền Nam Trung Bắc mạnh ai nấy có kiểu riêng, gặp mấy ông thầy tán tụng nữa, pha chế thêm bớt vô nữa, đủ thứ chuyện đủ thứ chuyện. Nó có cái hay rồi nó có cái sợ thì nó có cái sợ đoạn, nó có cái hay này thì nó sẽ đưa ra, nó có cái sợ đoạn đằng sau. Tất cả mọi sự vật trên thế gian nó đều có hai mặt, cái gì cũng vậy, trên dưới trong ngoài, đúng không? Nó có hai mặt đối lập nhau, thì bây giờ cái bàn nó cũng phải có trên bàn dưới bàn, cái tấm thảm nó đẹp ở trên, bên trên lật xuống bên dưới coi, cái gì nó cũng phải có hai mặt, khó mà toàn hảo được. Được chưa? Giáo sử liệu của Phật giáo Bắc truyền cho rằng sự của đại thiên dẫn đến bất đồng quan điểm về tư tưởng, cụ thể là về các vị A-la-hán, cho nên Phật giáo xét về nhân vật đại thiên ông được ghi là giỏi, giỏi đến nỗi mà đệ tử rất đông và vua mời vào trong cung thuyết pháp. Nhưng mà trong sử cứ ghi lại là cái chuyện của đại thiên á, là sử sách của Tỳ Bà Sa Luận rồi đó, ghi lại là đại thiên phạm năm việc ngũ nghịch. Kathāvatthu, một trong bảy bộ luận của Phật giáo Nam truyền, cái tác phẩm của Tisa đó, Mục Kiền Liên Đế Tu á, trong đó có đề cập tới quan điểm của đại thiên nhưng không có ghi đại thiên. Dị Bộ Tu Luận Luận có ghi, Tỳ Bà Sa Luận có ghi, còn Kathāvatthu, bộ luận của Nam truyền Phật giáo có ghi lại quan điểm đó nhưng mà không có ghi rõ cái tên của nhân vật đó là đại thiên. Ví dụ như vua A Xà Thế có giết cha không? Nhưng lúc ông giết là trước khi ông theo Phật giáo, đúng không nào? Từ khi theo Phật giáo rồi thì ông ủng hộ Phật giáo và được chấp nhận không? Hay là vẫn cứ moi cái lỗi của ông ra hoài? Moi cái lỗi ông ra hoài, hay là Đức Phật cũng chấp nhận và cuối cùng sau khi nghe kinh Phạm Võng, Đức Phật nói cái lỗi giết cha nó chướng đạo quá, nếu như không phạm cái lỗi đó thì A Xà Thế có thể chứng thánh quả được. Quý thầy đọc lại trong kinh Phạm Võng sẽ thấy cái đoạn đó. Lỗi giết cha nó chướng đạo quá, nhưng mà Đức Phật có chấp nhận cái sự hướng thiện của A Xà Thế không? Có đấy. Nếu như chưa chắc đâu, nếu như đại thiên có phạm những cái lỗi đó khi đại thiên xuất gia tu tập, từ bỏ cái ác hạnh, giáo chấp nhận hay là Phật giáo không chấp nhận? Đã chấp nhận mà sao cứ nhắc hoài ấy? Đã chấp nhận rồi, như Angulimala giết biết bao nhiêu, thì khi mà Angulimala xuất gia vô chùa cứ nói hồi xưa ông kẻ sát nhân được không? Phật giáo chủ trương, chỉ có Phật giáo chủ trương được cái đó, quay đầu lại là bờ, Phật giáo chủ trương được phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, quăng cái dao đồ tể xuống tu tập có thể thành Phật được. Đồ đao lập địa thành Phật, quay đầu lại là bờ. Chỉ có các tôn giáo, chỉ có Phật giáo có được cái chủ trương đó, tôn giáo khác không có được chủ trương đó.
Đó là cái điểm mạnh của Phật giáo. Như nếu là điểm mạnh của Phật giáo, tại sao mà đại thiên, nhân vật đại thiên cứ nhân vật đại thiên cứ nhắc đi nhắc lại là ổng giết cha giết mẹ tùm lum, nhưng mà chắc đã có không? Nếu có, vua có thể tha không? Nếu đại tăng biết, mọi người đều biết, vua biết không? Vua biết sao vua còn mời vào? Vua biết nhân vật này không? À, nếu như mọi người đều biết thì vua biết không? Biết. Vua biết thì vua cũng lờ luôn à? Nếu vua lờ thì vua cũng phải có lý do gì để ông vua cũng lờ chứ. Như là có cái lý do gì đó Ba Tư Nặc lờ đi Angulimala, đúng không nè? Cứ mà người ta đã phạm trước khi xuất gia cứ nhắc hoài lại hả? Giờ trước khi mình xuất gia, nếu ấu niên xuất gia không nói gì, trung niên xuất gia có chuyện này chuyện kia nhắc lại mình chịu không? Ông đó hồi đó ba vợ bốn con gì chịu không? Giờ tôi đi tu rồi, bây giờ nói mấy người hơi khó tánh, nói trước khi đi xuất gia ông Phật không có vợ, nó có thái tử có vợ chứ Phật không có vợ, đúng không nè? Bởi vậy cái ý kiến của thầy cho rằng nếu như phạm vào tội ngũ nghịch thì đâu có được trở thành của tăng đoàn, phải không? Ơi, 13 già nạn, 15 khinh nạn đó, trước khi thọ giới là phải hỏi. Trước khi vào thọ giới phải hỏi, trong đó ngươi có phải là phi nhân không? Không phải là người không? Có phải là súc sanh không? Trong luật có ghi là có con rồng. Có một con rồng đó, nó biến thành người rồi để nó xuất gia làm thầy tỳ kheo. Tu tập cũng tu tập được, nhưng mà bữa đó anh ngủ mê đi, cái ngủ chung một cái liêu có mấy thầy đó. Mấy thầy giật mình nó dậy, thấy có nguyên con gì nó nằm thấy ghê quá, la làng lên. Thì ông giật mình thức dậy, ông mới trở lại Đức Phật hỏi có phải là loài súc sanh không? Phải, tại vì phải hiện ra thân người để mà xuất gia thọ giới này. Thành ra Đức Phật mới chế ra cái giới là cái già nạn là khi thọ giới có hỏi là có phải là súc sanh không, loài rồng cũng tính là súc sanh, có cái đó đấy. Đọc trong luật sẽ thấy là nó hiện nguyên hình ra. Đọc quý thầy đọc Mahavagga đó, nói về kỳ ký tập kinh điển, tôi đề nghị quý thầy đọc Chulavagga phải không? Tiểu phẩm đọc Mahavagga thấy rõ 13 già nạn, trong đó những trường hợp nào mà Đức Phật đặt ra những cái giới hạn đó là có đủ hết trơn. Thành ra bây giờ sử sách ghi lại nhân vật đại thiên là như thế, người ta đã phạm ở quá khứ khi xuất gia là nó trở thành khác, đúng như nè. Thì mình nhận khúc đầu hay mình nhận khúc đuôi hay là mình nhận hết, cứ nói nhắc lại đại thiên thế này thế kia hoài, xà thế có lỗi với tao. Nhưng mà gặp Đức Phật ngài cũng nói chuyện đàng hoàng, nói pháp cho ai xà thế nghe. Trong đó Đức Phật có nói lỗi với cha quá nặng, nếu không thì có thể chứng được thánh quả rồi, có thể dựa vào dòng thánh được, nhập lưu được, nhưng mà cái lỗi đó nặng quá. Chứ Đức Phật không nói là người như ai xà thế là thuộc loại hết xài rồi, có không? Trong khi đó thì bà Sa Luận ghi lại nhân vật đại thiên như kẻ phá đạo hết xài. Mình chấp nhận quan điểm đó được không? Trong khi Phật giáo, chỉ có Phật giáo là chủ trương phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, từ bỏ cái ác. Khổng Tử nói không sợ người mà sợ người không biết phục thiện. Cái ác nhỏ mà không biết phục thiện có bỏ được ác đó không? Cái người mà làm ác lớn mà người ta biết phục thiện. Chỉ sợ người không biết phục thiện chứ không sợ người ác. Người làm ác có thể phục thiện được, còn cái người không biết phục thiện, cái lỗi nhỏ thôi nói cũng không chịu nữa, nói cũng không bỏ, thì như vậy cái ác đó dần dần nó có thể lớn lên được, đúng không nè? Thành ra là Khổng Tử còn nói câu không sợ người ác, sợ người không biết phục thiện nữa. Người không biết phục thiện cái lỗi nhỏ cũng không phục thiện. Trong khi đó nhân vật đại thiên ta phục thiện, ta làm được bao nhiêu việc, cứ nhắc cái cũ của người ta, hợp lý không? Không hợp lý. Thử hỏi mình, có trong cái đạo tràng Hoằng Pháp có mấy ông đó kể lại là hồi xưa là mấy ổng là những tay coi bằng là kịch cộm trong xã hội, rồi bây giờ họ bỏ những cái ác đó, giờ họ tham gia vô đạo tràng, họ tu tập, họ niệm Phật, có phải tốt không? Em hay là mình cứ lôi ông đó hồi xưa ông giết người ghê, thành ra đừng có lại gần ông, được không? Mình đâu có cải tạo người ta, tâm cải tạo tâm. Đức Phật là bậc đại y vương chữa tâm bệnh. Nếu như đại thiên có phạm những lỗi đó, sau đó đại thiên trở vào trong Phật giáo,
Ngài không có phạm những cái lỗi khác. Mà khi mà giảng thuyết pháp rồi đông, nếu mà lỗi đó tăng chúng biết hết thì người đời người ta biết, người đời biết thì vua biết không? Vua biết chứ, mời vào cung thuyết pháp mà. Ừ. Mà cứ nhắc lại lỗi người ta hoài, hợp lý không? Hợp lý tí nào. À, nếu như đại thiên có, một điều đáng nói nữa là giỏi như nhân vật đại thiên không để lại tác phẩm nào cả, tiêu hủy đi. À, có thể là người ta không thích ông, nhưng ông vào cung thuyết pháp rồi mà không để lại một cái gì hết ngoài bốn cái câu đó. Nói cho cùng, những điều mà đại thiên cho rằng đại thiên chủ trương có phải là đại thiên chủ trương không, hay là những sự việc này xảy ra sau thời Đức Phật nhập niết bàn? Đức Phật nhập niết bàn rồi chứng A-la-hán, có người chứng biết, có người chứng. Trong kinh có ghi không? Có người chứng thì biết là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã được đặt xuống, không còn trở lui lại đời này nữa. Có không? Học Trung Bộ có mấy đoạn đó không? Là có vị tự biết. Có vị tự biết không? Vakali không tự biết. Vakali ông mến Đức Phật lắm. Mến ngày mến Đức Phật mà mỗi một ngày phải nhìn thấy Đức Phật một lần Vakali mới chịu. À, không dám gần gũi Đức Phật, nhưng mà mỗi một ngày Vakali phải nhìn thấy cái hình bóng của Đức Phật, làm như ông phải nạp điện như thế thì ông mới tu được. À, mỗi ngày nhìn, có khi Vakali nhìn thấy Đức Phật đi bên kia, đi kinh hành bên kia sườn núi thì ông mới yên tâm. Cho đến lúc mà ông gần nhập niết bàn, Vakali không chết được. Rồi Đức Phật phải đến nói, rồi ông cũng nói bạch Đức Thế Tôn, mỗi ngày con phải nhìn thấy hình bóng của Ngài. Đó thì Đức Phật mới nói thôi đủ rồi Vakali, cái thân thể này, cái đại gia hôi thối này nó là cái gì. Rồi Đức Phật nói cho Vakali nghe, lúc đó ông mới chứng thánh quả được. Ông chứng thánh quả rồi ông nhập niết bàn. Khi nhập niết bàn lên thì có cái lằn khói đen nó chạy vòng ở trên đỉnh linh thú. Các thầy thì khen hỏi bạch Đức Thế Tôn, có cái hiện tượng đã là có cái lằn khói đen nó chạy vòng ở trên đỉnh núi. Đức Phật nói đó là ma vương đi tìm Vakali đó. Vakali đã chứng thánh quả rồi, ma vương nó muốn tìm để nó hại đó. Thì nếu như Vakali chưa chứng thánh quả thì có thể là nó cản trở được. Nhưng có cái lằn khói đen chạy vòng hỏi Đức Phật, Đức Phật nói Vakali đã chứng thánh quả rồi, chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà lúc chứng A-la-hán Vakali có kịp biết không? Không biết. Đức Phật nói thì các thầy khác mới biết. Có những người chứng biết, có những vị chứng không. Cho nên phải có là tha lên nhập. Rồi Đức Phật nhập niết bàn rồi, còn ai là người để mà biết để nói nữa không? À, phải có những vị thượng túc tu tập lớn lâu ngày rồi, chứng A-la-hán lâu năm rồi thì có thể nói cho biết được. Chứ còn có khi chứng không biết. Đức Phật nhập niết bàn rồi, nhưng mà nghe lại cho kỹ coi, những điều mà đại thương chủ trương có phải là của đại thiên hay không, hay là những vấn đề nó nổi lên trong tăng chúng sau khi Đức Phật nhập niết bàn? Ngài còn sống, cái hành động việc làm của Đức Phật quá là tuyệt vời. Trong kinh còn ghi lại sáng đắp y cầm bát đi các tự, ghi lại những hành động đó thì giờ. Trong khi đó các vị A-la-hán sau Đức Phật nhập niết bàn có các vị chứng A-la-hán không? Có, và có những cái hành động mà thấy là lùm cùm quá. Đó, gọi là bất nhiễm vô tri đó. Xếp vô là bất nhiễm vô tri, cái cuộc sống bình thường bình nhật của các vị A-la-hán khác với Đức Phật. Nhưng mà biết là ông A-la-hán, cái hành động của ông không có được như Đức Phật. Thành ra là mới có cái ví dụ là bất nhiễm vô tri, và quả vị A-la-hán cần phải xét lại. Hỏi cái gì? Thưa chuyện gì là Đức Phật giải thích một cách rõ ràng tận tường, và có những chuyện gì xảy ra là Ngài sắp đặt đâu đó tốt đẹp hết. Trong khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, các vị A-la-hán đây. Còn các vị A-la-hán đây nhưng mà không làm được như Đức Phật. Đó. Nên vấn đề năm việc của đại không là của đại thiên, chỉ là người và đưa ra để tranh luận, chứ không phải là năm việc đó là chủ trương của đại thiên. Năm việc đó nó đã có sau thời Đức Phật nhập niết bàn là nó đã nổi lên trong tăng chúng rồi. A-la-hán bằng được Phật, quả vị bằng Phật không? Nam truyền Phật cho rằng Đức Phật cũng là một vị A-la-hán. Nam mô tassa sa arahato, đó là A-la-hán. Đức Phật là bậc A-la-hán, nhưng mà A-la-hán gì đây? Samma Sambuddhassa, Samma Sangha, đó là A-la-hán mà chánh đẳng giác.
Trong đó tư tưởng của Nam Truyền chấp nhận là Đức Phật là A-la-hán, nhưng A-la-hán chánh đẳng giác à. Như vậy là có hơn không á? Có hơn. Sau đó thì đại chúng bộ, những người mà chủ trương là A-la-hán không bằng Phật, Đức Phật là bậc nhất thiết trí, thập lực tứ vô suy, thập bát bất cộng pháp, có những cái năng lực mà vượt trên các vị A-la-hán nhiều, A-la-hán làm được chuyện đó. Thì những vấn đề được là đại thiên, của đại thiên, thực ra đó là những trong tăng chúng, trong tăng giả. Đại thiên chỉ là người đặt vấn đề đưa ra để giải quyết. Ông chỉ thu thập những cái ý kiến của tăng chúng để đưa ra là phải giải quyết vấn đề đó, chứ không phải là chủ trương của đại thiên. Kể cả trong vị bộ tôn luân luận, khi Thế Hữu Vasumitra đó, Vasumitra một luận sư nổi tiếng của nhất thiết hữu bộ đó, ông đưa vấn đề ra, nhưng đối với nhân vật đại thiên là Thế Hữu không có dám mạt sát hay là nói gì, chỉ nói là có nhân vật đại thiên và nhân vật đó đưa ra những cái chủ trương như thế này, chứ còn không có mạt sát, không có nói giống như Tùy Bà Sa Luận là nhận đại thiên bùn đen. Một người mà nhận xuống bùn đen cần gì phải đem ra mà bàn tán nữa ha. Trong khi những chủ trương của ông có thể là gây tranh luận trong tăng chúng được, và những chủ trương của ông người sao coi lại, nó thực sự phải là chủ trương của bản thân ông hay là những vấn đề nó nổi cộm lên trong tăng chúng sau khi Đức Phật nhậm chức bạn, xét lại quả vị A-la coi có phải là bằng với Đức Phật hay không. Được chưa? Như vậy là bất đồng quan điểm về tư tưởng, chứ không phải bất đồng quan điểm về giới luật. Nếu như Nam Truyền Phật giáo cho rằng bất đồng quan điểm về 10 điều gọi là phi pháp của Ngài Gia Xá phát hiện khi các tỳ kheo Vát Di làm rồi mới phân phái, thì Bắc Truyền Phật giáo cho rằng bất đồng quan điểm về tư tưởng hay bất đồng quan điểm về giới luật, do tư tưởng khác nhau, trong đó nhằm xét lại quả vị A-la-hán dẫn đến Phật giáo phân phái. Sự kiện này theo Bắc Truyền Phật giáo xảy ra 116 năm hay là 136 năm sau Đức Phật nhập niết bàn. Rồi chưa? Ghi kịp không? Hay quá. Vậy nói tiếp. Đức Phật giáo không chỉ ghi nhận, lịch sử Phật giáo không chỉ ghi nhận là Phật giáo phân phái một lần. Phân phái lần đầu tiên, Phật giáo có mặt được hai phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Nhưng lịch sử ghi có ngưng lại đó không? Đến thời Vua Dục ghi được rằng Phật giáo có tới 18 bộ phái, 20 bộ phái, 18 bộ phái hay như 20 bộ phái. Nhưng mà Phật giáo có ghi nhận thêm cái sự kiện nào bất đồng quan điểm về giới luật nữa không? Hay là chỉ có một lần đó thôi? Nghe cho kỹ nè, Phật giáo có ghi nhận một lần bất đồng quan điểm dẫn đến phân phái Phật giáo, đúng chưa nè? Nhưng mà Phật giáo có ngừng phân phái không hay là tiếp tục phân phái nữa? Tiếp tục phân phái nữa. Và lịch sử có ghi lại là bất đồng quan điểm lần nào nữa không? Ghi lại có một lần mà phân phái. Nhưng mà phân phái có tiếp tục phân phái nữa không? Có tiếp tục phân phái nữa. Mà có ghi lại là tiếp tục tranh luận về giới luật nữa không? Không. Cho nên 6 bộ luật còn lại cho tới ngày nay: Đàm Vô Đức Bộ, Dhammarutta, Dhammarutaka, Vinaya. Đây Vinaya, đây là tứ phần luật à. Tứ phần luật, luật của Nam Truyền Theravada, Vinaya, luật của Nam Truyền Phật giáo này, luật của Đại Chúng Bộ, Maha Tăng Kỳ Luật á, Maha Tăng Kỳ Luật, Savatthivada, Vinaya. Căn bản thiết nhất thiết của, này là ngũ phần luật à. Mula là cái gốc, cái rễ đó, căn bản đó. Ngũ phần luật, căn bản thuyết nhất thiết của bộ thì này ra mấy bộ rồi? Bát thập tục luật. Cho tới ngày nay tài liệu của Phật giáo còn giữ được 6 bộ luật của 6 bộ phái Phật giáo, thời kỳ là 18 bộ hay 20 bộ, ngày nay giữ được bộ luật của các bộ phái Phật giáo. Ghi không kịp thì ghi tiếng Việt: tứ phần luật, Nam Truyền luật, đại chúng bộ luật á, là Maha Tăng Kỳ luật á,
ngũ phần luật, rồi căn bản thiết như thiết của bộ luật á, căn bản thiết như thiết của bộ tỳ nại gia và mahisasaka là bát thập tùng luật. Nó có hai vấn đề được đặt ra nè, ghi xong chưa? Được đặt ra nếu như phân là do bất đồng quan điểm về giới luật thì sau này chẳng những Phật giáo phân hai phái mà Phật giáo phân thành 18 bộ phái hay 20 bộ phái tùy theo cái bộ sử người ta ghi à, thì thấy là ít nhất là 18 bộ và nhiều nhất là 20 bộ, tại vì cái tên nó khác nhau đó à, thì Phật giáo tiếp tục phân phái nhưng sử của Phật giáo tại một lần một thôi là giới luật, thành ra phân phái Phật giáo. Điều thứ hai nữa là nếu bất đồng quan điểm về giới luật thì 6 bộ luật còn lại, 6 bộ luật hiện còn lưu giữ được á, thì 6 bộ luật này nó phải khác nhau. 6 bộ luật này khác nhau không? 6 bộ luật này có khác nhau không? 6 bộ luật này khác nhau, khác nhau chỗ nào? Khác nhau ví dụ như tứ phần luật cho rằng tỳ kheo là bao nhiêu giới? 250 giới. Nam truyền Phật giáo tỳ kheo có 227 giới à. À, quý thầy theo Nam truyền chúng học pháp bao nhiêu giới? Chúng học pháp bao nhiêu giới? Nó 23 giới, nếu so với thiếu đi 23 giới phải không? À, nhưng mà bản chất của giới các thầy sẽ thấy đấy. Tứ ba là gì? Giống nhau hay khác nhau? Giống nhau hoàn toàn. Những trọng giới 13 pháp tăng tạng giống nhau khác nhau? Giống nhau. Chỉ có mấy cái giới pháp hình nisakiya và chitiya, mấy cái đơn đọa xã đọa, mấy cái nhỏ nhỏ thì có khác. Bản chất của giới các bộ phái Phật giáo còn lại 6 bộ luật này là những trọng giới là giống nhau. Tứ ba là gì? Là giống nhau. Đoạn đầu được giống như cái cây, loại cây cọ đó mà bị chặt đầu là nó còn không học lại được. À, tứ ba là gì? Giống nhau. 13 pháp tăng tạng giống nhau. Đấy, là giống nhau. Bản chất của giới là giống nhau. À, nếu như bất đồng quan điểm về giới luật mà phân phái Phật giáo thì nó phải khác nhau. Khác nhau ở bản chất. Còn cái này là bản chất của giới luật là phải giống nhau hoàn toàn, không có khác gì. À, có những cái giới nhỏ, ví dụ như vào nhà cư sĩ không được vừa đi vừa nhảy rồi đấy, thấy mấy cái nhỏ vậy. Đứng tiểu hồi tiểu mấy cái nhỏ. Còn những cái giới mà dẫn đến đoạn đầu, những cái giới dẫn đến suy tàn đời sống của một tu sĩ giống nhau hoàn toàn. Tăng tàn là nếu mình không giữ những cái giới đó thì cái đời sống của một tu nó sẽ lần dần đi đến sự hoại diệt, sự mất hẳn đó, cho nên gọi là tàn đó, tăng tàn từ từ tăng ra đi si sa là tăng tàn. Bà là gì? Bà chứ Parijava là cái từ thuật ngữ quên mất rồi, lâu quá không coi lại quên. Sangha đi si sa đó là tăng tàn đó. Bà là gì? Parajika là bà là gì? Lâu quá quên rồi. Mấy cái giới Yabajitiya rồi mấy cái đơn đọa xã đọa rồi đó, nó có khác nhau và nó có thiếu bản này bản kia, thiếu một vài cái. Còn bản chất của giới luật à, những cái trọng giới là giống nhau hoàn toàn. Nếu như bất đồng quan điểm về giới luật mà dẫn đến phân phái Phật giáo, thứ nhất sử liệu phải ghi lại tiếp à, không thấy có lần nào mà bất đồng quan điểm về giới luật nữa. Thứ hai à, luật còn lại là cùng một bản chất với nhau, giống hoàn toàn. Không phải giống hoàn toàn, cái số liệu á có thể là nó khác, những cái giới nhỏ đó. Được chưa? Trong khi đó bất đồng về tư tưởng chúng ta thấy càng lúc càng lớn mạnh, bất đồng về tư tưởng càng lúc càng lớn mạnh. Hiểu lời dạy của Đức Phật khác nhau, tiếp cận lời dạy của Đức Phật khác nhau, hiểu lời dạy Đức Phật khác nhau, tiếp cận khác nhau, đưa ra lối thực hành lời dạy Đức Phật khác nhau, phương pháp tu tập đó khác nhau, dẫn đến Phật giáo chia ra nhiều phái. Trong 20 bộ phái của Phật giáo Ấn Độ đó, quý thầy biết à, có ví dụ như Chế Đa Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ đó, những cái bộ phái mà tách ra rồi
Có khi nói xin lỗi chưa kịp làm giấy khai sanh nữa tiêu. Tại vì một vị đó đứng lên này, có một số đệ tử tách ra một phái riêng, chưa kịp hoàn bị nữa là vị đó mất, không có người thừa kế, là cái bộ phái đó đi vào tiêu diệt luôn, còn lại cái tên thôi. Tây Sơn trụ bộ, Bắc Sơn trụ bộ rất ngắn, chẳng có bao lâu là bị mất rồi. Ghi lại, và các bộ phái Phật giáo khi mà được chủ trương rồi, bộ phái nào cũng cố gắng hoàn thiện cho mình kinh, luật và luận. Đó, bộ phái nào cũng cố gắng hoàn thiện giáo nghĩa của bộ phái mình. Phải đủ ba tạng, kinh, luật và luận. Nam truyền Phật giáo Theravada đó, là giữ tốt nhất, trong đó năm bộ Nikaya đầy đủ, luật ghi đầy đủ, bảy bộ luận viết, bảy bộ luận được biên tập để nhằm diễn nghĩa chủ trương của bộ phái mình. Sáu bộ luận đầu, sáu bộ luận còn cho rằng là chính tác giả là Đức Phật. Luận nói lúc nào, nói các nhà Nam truyền cho rằng Đức Phật nói luận, nói cho chư thiên nghe. Chỉ có riêng bộ Ca Thâm Bát Thu là kết quả của kỳ ký tập kinh điển lần thứ ba, mình sẽ học tới. Sáu bộ, bảy bộ luận của Nam truyền, các nhà Nam truyền học rồi cho rằng là của Đức Phật, nói cho chư thiên nghe. Nhưng mà đọc lại trong Nikaya Tạng sẽ thấy giáo lý của luận nằm trong Nikaya, trong sách vở Nikaya, rút từ đó ra. Các bộ phái Phật giáo đều chủ thế. Trong đó đại chúng bộ, thượng tọa bộ, thượng tọa bộ Theravada đó, sau này tách ra là Savatthivada, nhất thiết hữu bộ. Nhất thiết hữu bộ cố cũng cố gắng hoàn thiện cho mình. Bây giờ nhất thiết hữu bộ có bốn bộ hàm hay năm bộ hàm, có bốn bộ A Hàm, nhưng trong đó các thầy nên nhớ trường A Hàm không phải của Nhất Thiết Hữu Bộ, trường A Hàm là của Pháp Tạng Bộ. Ở sau này Nhất Thiết Hữu Bộ lấy luôn cái phần đó, trường A Hàm á, 34 kinh A Hàm, trường A Hàm á là 32 hay 34, như 32, Nikaya 34 thì đó là sách vở của Pháp Tạng Bộ, còn ba bộ A Hàm sau là của Nhất Thiết Hữu Bộ. Tiểu A Hàm có không? Các vị cũng cố gắng biên tập một số phần tương thích với Khuddaka Nikaya tiểu bộ kinh đó, nhưng mà không đủ. Bên Khuddaka Nikaya 15 phần. Nếu mà qua Miến Điện tới 17 phần lận, tại vì Milana Banyo Na Tiên Tỳ Kheo cũng được xếp vô trong tiểu bộ nữa. Tiểu A Hàm là không có. Các bộ phái Phật giáo cố gắng hoàn thiện giáo nghĩa của mình, viết luận và hoàn thiện luật và kinh tạng á. Nhưng mà trong đó chỉ có Theravada là giữ đầy đủ nhất. Bộ phái Phật giáo trong đó Savatthivada mặc dù rất mạnh, luận sư rất đông, nhưng mà họ chưa hoàn thiện kịp và có một số bị mất đi, một số lớn bị mất đi. Chúng ta thấy rằng bất đồng quan điểm về giới luật thì là mình lý luận, cái cách lý luận nãy giờ thầy nói đó, có ghi lại một cái cuộc tranh luận bất đồng quan điểm nào về giới luật nữa không? Trong khi đó Phật giáo tiếp tục phân phái, và nếu bất đồng quan điểm về giới luật thì tại sao sáu bộ luật còn lại nó giống nhau về bản chất, những cái giới lớn là nó giống nhau cả? Trong khi đó Phật giáo tiếp tục phân phái, và chúng ta thấy bộ phái Phật giáo càng về sau càng nhiều, qua tới bên Trung Hoa cũng thế, đúng không nào? Như vậy là do hiểu lời dạy Đức Phật khác nhau, tiếp cận lời dạy của Ngài khác nhau, thực hành lời, đưa ra những phương thức thực hành lời dạy Đức Phật khác nhau, từ đó Phật giáo phần phải. Được chưa? Nghe kịp không? Sau này là đủ thứ phái. Phật giáo Đại Thừa sau này cũng nhiều phái, ngay bên Ấn Độ đã phân phái tiếp. Thì như vậy, những điều của Đại Thiên, cho ra của Đại Thiên, kể cả Thế Hữu khi mà biên tập với vị Bộ Tôn Luân Lực, Thế Hữu cũng kính trọng Đại Thiên nào hàng, chứ không phải là đưa ra những lời mạt sát nhau giống như Đại Từ Bà Sa Luận sau này. Được chưa? Như vậy là hết một bài của chương trình học kỳ sau khi thi cái phần đầu rồi, phải không? Bắt đầu từ ký tập kinh điển lần thứ nhất, trở về sau là thuộc về kỳ thi sau, nhớ chưa? Khi thầy hỏi là phải trả lời cho được ạ.
Rồi còn gì nữa không, để qua trước khi qua bài tiếp. Bài khúc sau khá dài. Được không? Nghe kịp không? Nắm được bài không? Không ấy thì về nghe lại. Còn không ấy là qua. Tại bữa hôm đáng lẽ chấm dứt bài mà bữa hôm làm không kịp, bữa bệnh quá. Cái kiểu này là hay hơn à. Để nói thì tụi con chỉ nhận được kiến thức của thầy thôi. Về đọc lại cuốn nghiên cứu năm việc của đại tác giả Thích Hạnh Bình. Nghiên cứu năm việc của Đại Thiên mới tái bản lại. Nếu mà mua nhiều á, đăng ký với lớp trưởng, gọi điện thoại trực tiếp với thầy Hạnh Bình mua bớt 30% của nghiên cứu năm việc của Đại Thiên. Một phần cái luận văn tốt nghiệp của ông ở làm ở Đài Loan. Học cái đó của thầy dạy ra, còn cái của thầy Hạnh Bình tác giả là Thích Hạnh Bình. Được chưa? Năm việc, nghiên cứu năm việc của Đại Thiên. Nếu mua mà mua nhiều á, lớp mua thì đăng ký gọi điện thoại cho thằng Tọa, có người đi lấy về bớt được 30%. Cuốn đó mới revise lại, viết lại, mới không phải viết lại mà thêm vô, phần thêm vô. Đọc cái phần đó, đọc cuốn đó, đọc trong đó là lý luận sôi nổi. Ở trên mạng cũng có các thầy choảng nhau trên mạng, đúng không? Về năm việc của Đại Thiên. Mà cái phong cách của đại học là như thế này nè. Tôi nói là à, rồi cái người kia nghiên cứu rồi nói như thế khác, nhưng mà hai bên tranh luận là đưa ra coi, đưa ra quan điểm của người nào hợp lý thì người đó thắng, chứ không phải chưa gì hết rồi chưa đưa ra quan điểm của mình rồi cứ mạt sát người ta cái thứ cái gì làm hại Phật pháp, cái thứ ăn tốn cơm chùa. Mình mới đưa ra quan điểm của mình coi người ta có chấp nhận không, còn bao nhiêu người đọc người ta có chấp nhận, chưa gì hết là mạt sát người ta không. Đó không phải là thái độ của tranh luận đại học. Đại học người ta tranh luận quyết liệt, nhưng mà không phải tranh luận ngồi xăng tay áo lên nghỉ chơi, không có chuyện đó. Cứ cãi nhau nhưng mà người nào hợp lý thì người đó thắng. Tranh luận đại học mà. Còn này chưa gì hết rồi mạt sát người ta, chửi xối xả. Trong khi mình cái nào là mình cho là, nếu mình nói người ta sai thì cái nào là đúng đâu, đưa ra coi. Nói người ta sai mình không đưa ra được cái gì, rồi cứ chửi người ta chửi tới. Đó không phải là thái độ của tranh luận đại học. À, tụi con học ngoài sẽ thấy là họ cãi nhau, mà cãi càng cãi nhau chừng nào người ta lại mến nhau nhiều hơn chừng đấy. À, chứ không phải cãi ngồi xăng tay áo rồi bắt đầu nghỉ chơi. À, ví dụ như một người này họ trình cái luận án, mấy người kia đi nghe. Họ đi nghe không phải cái kiểu của người Việt. Người Việt đi nghe bắt chẹt. Còn người ta đi nghe đó thì cũng như bây giờ một người này làm cái luận án có bao nhiêu phần ở đây, mình cũng đang làm một luận án, thì trong cái phần của mình á, nó có dính líu tới người này nè. À, có dính líu một phần thì mình đi nghe, để khi cái người đó diễn thuyết về cái trình bày cái luận án của họ tới cái phần đó đó, thì có những cái là liên quan tới mình, rồi có những cái mình đứng lên mình hỏi đặng cho bổ túc qua lợi với nhau, chứ không phải lên cho rằng mình là hay lắm rồi đó, ông cố nội người ta bắt chẹt cho người ta. Cái đó phải là thái độ của người học đại học không? Thái độ của người ích kỷ. Ừ, thứ ngu dốt rồi, gọi là kiến hòa đồng giải nằm chỗ nào đó ha? Vừa sờ lại cái đầu coi, nói là kiến hòa đồng giải, tại sao mình đi mình không có trao đổi để mà cái kiến thức á, cái kiến thức á, để mà chia sẻ nhau, lên cứ muốn bắt chặt người ta và cho mình là hay là đúng, nhưng mình đưa cái đúng của mình ra coi, đưa được không, hay là mình nói người ta sai mình không đưa được cái gì, rồi bắt đầu chửi xối xả anh đầu người ta, mắng giết người khác, nói nặng nói nhẹ người ta để cho mình thỏa mãn. Cái này là ác nghiệp hay thiện nghiệp? Mình mắng với người ta, mắng cho xối xả vô cho người ta đau, rồi đây mình thỏa mãn, tốt không? Cái đó có phải tư cách của ông thầy chùa không? Hả? Nói người ta nói cho nặng vô, đặng ở đây mình nói cho người ta đau, rồi mình ở đây mình đã ở đây là, đúng không? Thời đó đó, tụi con biết giấy bắt đầu có từ lúc nào? Chữ viết là nó có đấy, nhưng mà cái chữ viết hồi xưa nó không có được như chữ viết bây giờ. Giấy có từ lúc nào? Cái người nào trên thế giới phát hiện ra giấy? Đó, giấy là người Trung Hoa phát hiện ra. Đó, người Trung Hoa phát hiện ra. Ở bên Tây Phương á, tới thế kỷ ở Tây Phương á là tới thế kỷ thứ 7 về sau mới có giấy. Tại vì khi mà Trung Quốc đánh nhau với Trung Á đó, thì bên Trung Á bắt được
mấy người tù binh mà người Trung Quốc á, mà họ là công nhân làm giấy đó. Rồi từ đó về sau làm giấy mới Tây. Viết á, người Tây Phương họ có viết bằng cái viết không? Hay là lúc đầu họ lấy cái lông chim á, họ chấm chấm vô họ viết. Chữ viết thời đó nó chưa có phổ biến. Thời Đức Phật chữ viết phổ biến chưa? Chưa. Giấy tài liệu ghi lại, kể cả vải thời đó được cho là đẹp là đồ đó, nhưng mà vải thời đó so với bây giờ có được sản xuất hàng loạt ra như thế này không, hay là ngồi đó dệt thấy bà luôn được miếng lớn. Chữ viết thời đó, cái dụng cụ để ghi lại, cái material để ghi lại, viết mực đó này nọ đó, nó có dễ dàng như bây giờ không? Chưa, chữ viết chưa. Cha tụi con nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nói tới nói lui, nói để làm gì đây? Nó để thuộc trong đầu, nó để thuộc trong đầu luôn. Cái phương tiện ghi lại, cái phương tiện ghi lại viết giấy đồ này nọ thời đó, nó không phải như bây giờ. Hay là có máy thâu thanh đồ này nọ, không có. Nói chủ yếu cho người đệ tử nhớ, nhớ đâu, nhớ thẳng ở trong đầu luôn. Và mình thấy làm như vậy thì nó không có hòa khoa đời bây giờ. Nhưng ví dụ như một kinh và Đức Phật trình bày 14 giai đoạn, một cái lộ trình giải thoát qua 14. Hay là mình nhớ trong đầu, cái nào nó tốt hơn? Phật giáo là tu tập, là chứ không phải mục đích Phật giáo là đi tới trường học viện học đó. Thành ra hồi đó là học trực tiếp từ Đức Phật. Có khi ngài cho một đề tài thiền quán, nói một bài kinh, trình bày cái tiến trình giải thoát qua 14 giai đoạn, thì 14 giai đoạn đó là mình được giữ trong đầu, chứ không phải mình giữ trong tập rồi mình đọc tới đọc lui có tới giai đoạn nào, hay là mình tu tập tới đâu thì mình biết tới đó là giữ trong đầu nè. À, thời đó không chữ viết và phương tiện ghi lại không được như bây giờ. À, và cũng chưa có chủ trương đó nữa, tại vì tu mà. À, thực nghiệm tâm linh. À, Đức Phật nói ra để cho tu tập, chứ không phải nói ra mình ghi lại giống như bây giờ. À, tu tập là mình phải nhớ trong đầu, là tới cái nào đó là mình tự biết trong này rồi, mình ghi trong này đây. Chứ không phải tu 2-3 ngày có lấy ra coi thập địa coi tới địa nào rồi. Không có. Nhớ trong đầu, tu tập trong đầu. Rồi, còn gì nữa không? Cái ngày à, hỏi câu đó đặng nói biết luôn, có người là đặt lại vấn đề như thế. À, những gì chúng ta sống ở thế kỷ 21 này, kéo dài về trước 20 mấy thế kỷ, tính tới bây giờ là 26 thế kỷ. Vật chất nó không phải như bây giờ. Lúc mà Phật giáo truyền siêu qua Sri Lanka thế kỷ thứ 3 trước kỷ nguyên Tây lịch đó, là Sri Lanka chưa nhà nào lớn để ngài con của vua dục rồi. À, Mahinda đó thuyết pháp, Mahinda giữa đồng trống nói chuyện bắp lít giữa trống vậy đó, chứ không có một cái tòa nhà lớn để mà cho thính chúng ngồi nghe. Thế kỷ thứ 3 về trước cái nguyên Tây lịch đó, là chưa có cơ sở vật chất nhiều. Nước mình cũng thế, thế kỷ thứ 3 về trước lấy cái Hậu Hán thư có thể đếm được. Ê, cái giao chỉ giao châu của mình hồi xưa là bao nhiêu hộ dân, bao nhiêu nó nóc gia, nó tính được á, nó còn ghi lại được chút không, chứ không phải như bây giờ mà đông đầy đi la trời than kế hoạch hóa gia đình. Của cải vật chất cũng thế. À, tụi con biết là cái lịch sử phát triển nhân loại là tới thời kỳ của cách mạng công nghiệp thế kỷ thứ 17 bắt đầu là sản xuất dây chuyền thì mới tạo ra của cải vật chất nhiều. Một người thợ mai cái kiểu mà thủ công hồi xưa đó, một người mai, người nào mai giỏi thì một ngày mai được bộ đồ, đúng không? Người mai được con bộ, bắt đầu ra cái cách mạng công nghiệp nó ra đời, mai dây chuyền. Một người làm cái bâu thì chỉ mai cái bâu thôi, mai cái đường chỉ này thôi, thì tính ra cái số lượng người 20 người thì một ngày cái số sản phẩm nó được tạo ra nhiều hơn là mỗi người làm riêng từng cái, hiểu không nào? Đó, thì từ khi cách mạng công nghiệp ra đời thế kỷ thứ 17, nó làm thay đổi, nó làm thay sản xuất ra hàng loạt. Thực dân Tây phương mà đi tìm thuộc địa cũng là để tiêu thụ cái hàng hóa họ tạo ra. Họ tạo ra quá nhiều mà không có thị trường tiêu thụ. Đó. Thành ra phải đi tìm thuộc địa tiêu thụ cái số hàng hóa mà họ tạo ra đấy. Rồi đến khi mà cái kỷ nguyên của computer ra đời này nó đẩy thêm một bước nữa. Ở hồi xưa các cái nhà có tính được là bao nhiêu gạch, bao nhiêu ngày công, bao nhiêu sắt, bao nhiêu xi không? Giờ nó tính được hết á.
Làm một cái nhà cỡ chừng đó thì nó tính được, dĩ nhiên không chính xác 100% được. Nhưng mà nó tính được là phải cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu thợ, làm bao nhiêu ngày, sắt bao nhiêu, gạch bao nhiêu, xi măng bao nhiêu, nó tính được. Vì kỹ thuật computer hồi xưa mà nói cái chuyện mà in ra tờ giấy là nó khó khăn ghê lắm. Bây giờ là cái máy in để đó, in cái xẹt rồi văng ra, hồi xưa làm gì? Phải chạy đi đánh máy, tụi con biết có những cái phát minh mới của nhân loại mà nó chết liền. Cái máy đánh chữ hồi xưa gõ như cò, thì gõ một lần được mấy bản. Người nào mà gõ giỏi á, thì bản thứ nhất, bản thứ hai, bản thứ ba nó rõ. Bản thứ tư, bản thứ năm còn rõ nữa không? Không. Thứ nhất là gõ như cò mổ nè, chạch, kéo cái tăng vậy đó. Biết không nè, nhớ cái đó không? Không biết tụi mày còn thấy hay không nữa gì. Thấy cái bảng đánh chữ đó. Đó, thì sau đó có cái bảng điện tử, có cái bảng máy, có cái bảng máy chữ mà điện tử gõ có thể được một lúc được 10 bảng và nó đều nha. Nhưng mà cái bảng cái máy đánh chữ bằng điện tử đó nó mới vừa ra đời xong thì nó chết luôn, là tại vì computer nó ra tới. Gõ một bảng in 1000 bảng được không? Gõ một bảng in ra 1000 thứ, chỉnh sửa đủ thứ trên đó, thành ra cái máy đánh chữ bằng điện đó nó vừa ra xong chưa kịp làm giấy khai sinh chết luôn. Trường mình cũng có mua một cái về chưa gì hết, bỏ tôi phải gắn thêm mấy cái phím dấu vô nữa. Thì phát triển nhân loại nó phát triển, thời Đức Phật là mới có đồ sắt thôi, thời Đức Phật là mới có đồ sắt à. Thế kỷ thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch, Ấn Độ lúc đó mới có đồ sắt à. Thành ra cái của cải vật chất nó ít lắm. Thời đó các triết gia nói ghi nhớ trong đầu là phương tiện tốt nhất. Việt Nam của chúng ta nè, có cái dòng văn học truyền miệng đúng không nè, nhớ chuyện Kiều hồi xưa ta nhớ miệng được mà. Nhớ cả Lục Vân Tiên đó, ta nhớ được mấy bà già tụi nhìn thấy các vị đó, mấy bà già chữ nghĩa không rành cho Lục Vân Tiên Kiều là muốn đọc đoạn nào đọc đoạn nói mà. Vân Tiên gì đó đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô đó. Còn ông đó Vân Tiên đầu muốn vừa, tay cầm cây cuốc tay lùa heo con, nhỏ đâu có thuộc được. Mấy bà già là ta thuộc, ta đọc cả đoạn gì, muốn đầu đoạn Kiều ngưng bích hay Kiều gặp gì thấy giác duyên rồi này nọ, ta đọc được. Trong đó họ thuộc lòng à, cái thuộc nhớ nhiều. Chuyện Thạch Sanh á, câu chuyện Thạch Sanh đâu có ai biết nó xuất từ thời đại nào, ai là tác giả không ai biết hết chứ. Nhưng câu chuyện Thạch Sanh nó truyền tới bây giờ và được ghi lại, sau này mới ghi lại thành văn bản. Chứ hồi xưa là cứ chuyện miệng không biết tác giả là người nào và nó xuất phát từ thời đại nào, sau này phải nghiên cứu lại để mới biết là nó ở có thể là ở trong cái khu vực đó. Ví dụ như cái chuyện là Mục Liên cứu mẹ đó thì bây giờ người ta đã khu lại được rồi. Dạ, câu chuyện đó nó xảy ra từ đâu, hay là cái chuyện mà Quan Âm Dự Hiện đó thì cái văn bản đầu tiên á nó được biên tập ở cái khu vực nào đó, người ta làm được những cái chuyện đó, các nhà nghiên cứu người ta làm được. Thành ra cái thời đó đó nói lúc đầu tụi con đọc cho tụi con thấy ngán là cái ông luôn mà. Hồi xưa gặp Đức Phật để tu chứ không phải gặp đi học học viện. Bây giờ mình học phải coi lo chữ biết được ghi lại. Hồi xưa gặp ngài nói ra tu rồi mình đi xuất gia, gặp được vị thầy rồi vị thầy đưa ra những cái phương pháp thiền định học trực tiếp. Nó là ở trong này chứ không ai tới chừng đó lấy sách ra coi tới đâu rồi không có. Làm như thế là đúng không? Dạy trực tiếp từ thầy mà. Cái chữ Panisa đó trong văn minh của Ấn Độ đó, cái chữ Upanisa đó áo nghĩa thư đó, Upanisa, cái chữ Upanisa cái nghĩa gốc của nó là ngồi dưới chân thầy. Cái nghĩa gốc của cái từ đó có nghĩa là ngồi dưới chân thầy, học đạo mà ngồi dưới chân thầy. Thành ra thời đó là chưa có chữ viết đâu, ghi chưa có vay giấy mực gì đâu. Tụi con thấy mà sau này mấy cái phim cổ của Tây Phương là người Tây Phương họ viết bằng cái gì? Họ là phát triển nhanh á, họ viết bằng cái lông con chim nè, chấm chấm vô rồi viết đó. Hồi còn người Trung Hoa thì có cái cục mực mà mài, có cái cục mực á, chế ra cái cục mực rồi mài, rồi ông thầy ông chấm rồi viết.
mài thấy bà luôn. Ông Tám có cái mấy cái đại bút á, mấy cái đại tự á, đại bút viết đại tự đó, cái bút nó to cỡ như này nè. Cái ông học trò ông mài nửa ngày trời, Tám viết được hai chữ là hết. Tại cái nét nó bự quá, mài thấy bà luôn, cong lưng lên mà mài. Nó có mấy cái câu chuyện đó để mình có thể biết được cái vật chất thời đó nó như thế nào. Rồi tính công, ví dụ như cái bài mà Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên á, cái bài đó của Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Quả Đối Sầu Miên, phải không? Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sơn Tự Trung Thinh Thiền. Cái chùa, cái tiếng chuông chùa Hàng Sơn ở trên, ở trong thành Cô Tô đó, nó từ cái tiếng chuông đó, ông Trương Kế ông làm cái bài Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên. Trăng tàn tiếng quạ kêu đêm, lửa chài le lói gì lại thêm giấc nồng gì đó đại ca. Thì hai câu sau ông chuông đạt được hai câu sau là gì mà nửa đêm thức giấc, tiên văn phong ngư quả đối sầu miên, Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sơn Tự. Ngoài thành Cô Tô, cái núi chùa Hàng Sơn ở ngoài thành Cô Tô, nửa đêm nghe cái tiếng chuông chùa. Câu sao thì nó cũng có một cái bà, thì cái tiếng chuông đó mới làm được câu sao. Ông thầy chùa thì ông mới làm hai câu là cái gì đó, cũng cái tiếng chuông chùa đó, ông làm cái gì mà thập ngũ thập lục nguyệt dung dung đó, bán tợ viên bàn bán tợ chung. Ông thầy ông làm được hai câu thơ mà hai câu sau ông làm được. Rồi cái chú tiểu nó cứ mài mực cho ông riết, ông viết được hai câu sau ông viết không được. Rồi ông tiểu đó ông cứ phải đổ mồ hôi ông mài. Rồi ông thầy ông cứ có mặt tiểu ông mài không được, tới hồi nó mài đã đời, nó mất đáy gì nó chạy ngoài, ông mới làm được hai câu sau. Mà gì thập ngũ thập lục nguyệt dung dung tự viên bàn bán tợ chung, gì bán trầm thủy để bán phù không đó, nửa thì treo trên trời dưới nước á. Mà cái bài thơ đó thì ông thầy ông làm mà có mặt ông nhỏ ông lo ông mài mực riết đằng cho ông thầy ông viết mà chấm viết không được, cái chấm viết nữa, cái cuối cùng ông làm được thì cho cũng cái tiếng chuông chùa Hàng Sang đó, chứ nhỏ nó chạy ra ngoài thì ông ở đây ông mới làm được hai câu sau cũng cái tiếng chùa Hàng Sang. Trong đó cũng nói lên là hồi xưa mà làm câu thơ nhỏ đổ mồ hôi mài mực thế bà nội, mài đã đời chấm vô quẹt quẹt hai ba cái hết mực rồi. Chứ đâu phải như bây giờ mình có cái viết viết thoải mái mực hoài tiếng Hoa người ta kêu là gì đó, xứ lại sủi bì diễn sủi bì, diễn sủi bì là cái viết xa nó kêu là tự trên nó mực nó chảy xuống nó viết. Chứ hồi xưa người Hoa là cầm cái viết như vậy nè, chấm vô quệt đi, phải không? Viết là dễ sự việc nguyên tử đó, có cái đầu bi với nó chạy giống mực tự trên nó chạy xứ lại xứ vị vật chất thời đó, nó không phải như bây giờ. Cái cách hồi xưa người ta ghi nhận cũng phải như bây giờ, cho nên ái cho tới thời của ngài Đại Thiên đề nghị là lời Phật dạy cần phải đọc lên, đọc lên mọi người thông qua rồi ghi chép xuống thành văn bản, không phải như vậy. Bây giờ cách một vài thế kỷ mà nấu cơm là cái như là trụm lửa là trống mông lên mà thổi lửa đã đời thôi, mặt mày như thổi thì nó bay bụi. Rồi mình bắt nồi cơm lên này kim điện vô quên phát ra cơm chín, quên bấm cái nút chụp nói là củi ướt á, trống mông lên thổi một hồi ai gì nó đóng đầy thổi đổ mồ hôi mà cho nó bay ra nữa. Nấu cơm cực lắm chứ đâu phải như bây giờ. Giờ bắt nồi cơm lên rồi bấm nút rồi có một cái nồi cơm nó bị lớn hết hạn ha. Rồi nấu những cái đám lớn á, là nấu nồi cơm bự đâu có đủ, không lẽ mua chục nồi cơm bự về. Bây giờ là nó có cái máy hấp là phải không, hấp lần cái sửng. Nhân loại tiến bộ rất nhanh. Hồi xưa mà mổ xoang đó, tụi con biết mà mổ xoang mấy như bây giờ là nó dạch cái môi trên lên, nó cắt cái dưới này nè, nó dở nguyên cái nắp này lên
À, hồi xưa mỗi mổ xoang là mổ như thế đó, là nó dở mô trên lên rồi nó cắt cái dưới này nè, rồi nó dở nguyên nắp lên, thành ra về là mặt như là chưa bắt giới ngay. Nó sưng hai cái sợi dây vô, một sợi dây là cái camera nó theo dõi, một sợi dây là cái kéo nó mổ bằng computer mổ xoang á. Bây giờ nó mổ xoang rất hay, bỏ hai sợi dây vô lúc mũi mình á, một sợi dây là cái camera có chút xíu, và một sợi dây là cái dao ở ngoài này nó coi bằng computer nó mổ. Còn hồi xưa là giật cái mô trên lên cắt cái dưới nè, cắt cái dưới là nó dỡ lên nguyên luôn, về là thành chư bát giới, khỏi cần dặm mặt nữa. Tiến bộ nhanh lắm, y học tiến bộ nhanh. Trong đó tụi con biết là thời đại khoa học này á, vật lý là tiến bộ nhanh nhất. Các ngành khoa học tự nhiên, vật lý là đi những bước khá dài. Cuối thế kỷ 20 là vật lý đi những bước dài. Các ngành khoa học tự nhiên không đi kịp vật lý. Mà đưa được con người ra khỏi mặt trăng rồi, trái đất rồi, đưa con người lên tới mặt trăng là một cái kỳ tích. Đầu tiên hết là Liên Xô lên trước, nhưng mà bay vòng vòng rồi xong đi xuống. Mỹ nó đưa con chó lên trước, nó bỏ con chó vô, nó đưa lên xong nó đưa về. Bắt đầu là người mới lên tới trên đó, là coi như thành công vượt bậc rồi. Bây giờ nó thả lên trên đó, nó thả lên có một cục giống như trái banh nè, lên tới trên đó rồi trái banh nó tự bung 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 ra, có chân có cẳng, nó nhảy tưng tưng ở trên đó, đi rồi nó lượm cục đất rồi nó đem về rồi được. Vật lý nó đi ra khá nhanh. Ánh sáng bây giờ nó đo ánh sáng mà vật lý nó đo được rồi, và nó đo bằng hạt, nó tính được cái đơn vị rồi đo ánh sáng bằng hạt được rồi, là nó đi những bước quá dài. Cái nhân vật mà ông tôi nhỏ thì ông cũng bình thường giống như mấy đứa trẻ khác, lớn lên thì ông lần lần mấy cái cơ quan của ông là ông nói chuyện từ từ không được, ông đi không được, tay chân ông nó co quắp lại, ông đi không được, ông nói chuyện không được. Nhưng mà cái đầu ông nó quá dữ, là bây giờ là ông đưa ra những cái lý thuyết là ông dạy là ông cái tay ông còn nhúc nhích được, ông gõ computer nữa, nó hiện chữ lên. Và người ta cho rằng ông là hậu thân của ông Einstein. Ông Einstein là được bình bầu là người thông minh nhất của thế kỷ 20 đó. Cha đẻ của thuyết lượng tử. Bây giờ nó cái thuyết lượng khoa học nó đi những bước dài, nhất là vật lý học đó. Là ông đó bây giờ là ông không có gia đình mà tiền của ông làm sao hết, ông bao nhiêu công trình khoa học. Ông nói một câu mà thiên hạ sợ, nếu như những công thức vật lý là đúng thì học thuyết tương đối của Einstein phải coi lại. Trong khi đó Einstein là ra cái học thuyết tương đối đưa người ra khỏi vũ trụ rồi được tùm lum hết, mà ông nói nếu như những công thức vật lý là đúng thì phải coi lại cái học thuyết của Einstein. Mà lời nói của ông nặng ký vô cùng, ông không nói chuyện, không tự đi được, cái tay chân ông chút xíu đó, mà ông quá giỏi về vật lý. Tụi con thử tưởng tượng ánh sáng mà nó đo được rồi, và nó đo bằng hạt, cái đơn vị đo ánh sáng bằng hạt, vật lý nó đi khá nhanh. Cuối thế kỷ thứ 20, tụi chịu khó đọc bài đọc báo sẽ biết cái kiến thức khoa học. Mà kiến thức khoa học càng nhiều thì đừng có nghĩ là mình kiến thức khoa học hóa Phật giáo không có đâu. Kiến thức khoa học nhiều chừng nào mình thấy công nhận, phải nói không biết còn ai mà giỏi hơn Đức Phật nữa không, chứ Đức Phật quá giỏi. Đức Phật quá giỏi, học biết kiến thức khoa học càng nhiều chừng nào mới thấy là đúng là Phật là bậc đạo sư, trí tuệ đệ nhất bậc đạo sư, không có ai hơn được nữa chứ. Ngài khỏi cần phải thực nghiệm khoa học, tu tập tâm linh là chứng được. Thấy hồi đó mà nghe nói bắt con gì đó, thủ phóng trúc đồng chung nõn dĩ thì giật bắt mệt thiệt. Bây giờ mình là ăn cơm, bây giờ không cho mình ăn cơm, bắt ăn rau mình ăn được không? Con rệp thì nó hút máu, giờ bắt nó bỏ vô trong ống tre rồi cạo mồ hôi đưa cho nó ăn được không? Thì thôi mày phải chết chứ rồi. Tại vì bây giờ nó là nó ăn máu, mà bây giờ mình cạo mồ hôi mình cho nó ăn, bỏ nó vô trong ống tre, bỏ bông gòn vô cho nám. Mình tưởng cái này nói dốc chơi vậy thôi chứ bây giờ mình ăn cơm, bây giờ bắt rau ăn không? Thì con rệp nó cũng thế, nó là hút máu, bây giờ mình bắt nó bỏ trong đó cạo mồ hôi cho nó uống nó sống được không? Tới chừng lớn lên mới biết con rệp nó không có hút máu. Coi trong phim con rệp nó cắn mình đau là nó tim cái
có tiếng mồ hôi. Rồi trong cái thân thể của có thêm một chất nó cộng với cái tiếng mồ hôi của mình á, thì mình nhìn thấy là máu chứ nó không máu, tiếng mồ hôi của mình á. Đọc xong coi xong cái phim nó thấy rồi đúng là thiệt tổ thiệt quá giỏi. Thời đó có thực nghiệm khoa học không mà biết được con rệp là nó ăn mồ hôi chứ nó không ăn máu. Con mũi cũng thế, mình nghe con mũi da mình không biết. Khoa học nó chứng minh được con mũi đực á, là nó không hút máu, nó hút cái nhựa cây nó sống à. Con mũi cái đó, bởi vì mấy con cái là hay hút máu lắm. Nhớ. Lớn lên coi mới biết. Thời đó mà nói là uống nước là phải độc, phải phóng cái tâm đi là tại vì trong nước nó có quá nhiều vi trùng. Thời đó có kính hiển vi để mà nhìn vi trùng không? Mà trong đó đã thấy được như thế rồi. À, thậm chí đọc các nhà khoa học kinh họ ngán ấy. Ví dụ như cái sóng âm ngài Mục Kiền Liên muốn biết cái sóng âm của Đức Phật nó gian xa đến đâu, tại vì cái sóng âm là nó đi nó bất tận, nó không mất trong không gian mà. Thì khi Đức Phật vừa nói ra một tiếng, Mục Kiền Liên bay theo, dùng cái thần lực của mình bay theo cái sóng âm của Đức Phật, bay qua cho tới cái nước của Đức Phật, nước Hương Tích, Đức Phật bất động Như Lai đó, qua tuốt tới bên đó đến nỗi mà không về được nữa, như là nó đi quá xa. Trong lục thông thông á, thần túc thông là sao? Có nghĩa là cái ý niệm mà vừa khởi cái ý niệm là lên cõi trời Đâu Lợi là nó lên tới liền. Cái thần túc thông á là vừa có ý niệm là lên cõi trời Đâu Lợi là nhanh đến nỗi Đức Phật nói là nhanh như người lực sĩ mà co tay duỗi tay lại vậy đó. Cái thần túc thông á, trong lục thông mà Mục Kiền Liên chứng được đó, thì có thần túc thông rồi, có nghĩa là nghĩ tới đâu là đi tới đó liền. Mà theo cái âm thanh của Đức Phật nói ra, Mục Kiền Liên đi riết tới về không được luôn, nó quá là xa rồi. Cái sóng âm nó không mất, nói mà qua tới bên bển rồi. Trong kinh Duy Ma Cật ghi lại đó, Mục Kiền Liên đi trên cái bình bát, mấy thầy đang tới giờ thọ trai, đi trên cái bình bát thì mấy thầy mới nói có cái giống như có cái con gì nó nhỏ nhỏ vậy đó, thì ngài Đức Phật bất động mới nói không phải đâu, cái đó là đại đệ tử của Đức Thích Ca đó, vì muốn nghe cái âm thanh của Phật nó đi tới đâu cho nên mới lạc tới xứ này. Mục Kiền Liên lúc đó mới biến lại bự lên thành những thầy ở bên đó, nếu mình gặp chắc mấy ông khổng lồ lắm. Tại ngày Mục Kiền Liên qua bển coi giống như cái con gì nó bò ở trên cái miệng bát cái xứ sở đó như thế. Thì lúc đó là mới biết là thời đó đã biên tập được, đã báo được là cái âm thanh là nó không mất trong không gian. Cho tới bây giờ thế kỷ 20 thì người ta mới biết được là âm thanh nó không mất, nó đi hoài, giống như mình dục cục đất xuống nước vậy, nó cứ lan ra, nó không mất. Một thời đó kinh điển Phật giáo đã ghi được, nấu cơm bây giờ mới có lấy năng lượng được từ mặt trời phải không? Đọc trong kinh Lăng Già coi, nói trước năng lượng, không dùng cái từ năng lượng, đã lấy bây giờ mình lấy năng lượng từ mặt trời nấu nước nóng được phải không, chạy xe được phải không, còn làm nhiều thứ nữa. Điều đó đã được biên tập trong kinh Lăng Già rồi, nhưng mà dùng cái lời khác nhau thôi, cái thuật ngữ khác nhau, đọc cho mình sẽ thấy là ôi tu tập, Đức Phật nói tu tập chứng được A La Hán là biết nhiều thứ như thế mà còn bị để biết là bất nhiễm ô vô tri, là còn đấy thứ trên thế gian này nó biết bao nhiêu thứ, các vị là A La Hán, mà còn nữa gọi là bất nhiễm ô vô tri đó, còn có một số quá nhiều điều không biết. Đức Phật nói cái mà ta biết á, nhiều như lá trong rừng, cái mà ta nói cho các ông nghe nó ít như lá ở trong nắm tay. Thì đủ biết là cái chi kiến của Đức Phật rồi, biết bao nhiêu thứ ở nhân loại về sau, càng dài về sau rất là nhiều. Được chưa? Hết giờ phải không? Lần sau mình sẽ học qua dục, đọc bài trước.